Xin chào và chào mừng các bạn đến với video tin vắn chiến sự Nga-Ukraine sớm ngày 16 tháng 11, nơi chúng ta sẽ cùng điểm qua tất cả các tin tức đáng chú ý nhất trong 24 giờ qua, khi lực lượng đổ bộ của Nga đã nhanh chóng đột nhập vào vùng ngoại ô phía đông Kubian, đánh dấu một bước ngoặt ở vùng Kharkov. Nga bất ngờ thọc sâu, đột phá thẳng vào trung tâm Kubian. Kênh Military Summary đưa tin, quân đội Ukraine AFU tiếp tục phản công xung quanh Torres, có báo cáo cho rằng lực lượng Kiev đã chiếm lại phần lớn Leonidivka. Ngược lại, quân đội Nga RFAF đã giành được những bước đột phá đáng kể trên các hướng Pokrov và Kubian. Ở Kurakhov, lực lượng Moscow đã kiểm soát được phần lớn phía đông thành phố. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã chính thức khống chế bằng hỏa lực đối với toàn bộ tuyến đường phía nam 00510, bóc nghẹt yết hầu tiếp vận của quân đội Ukraine. Theo hướng Uspenivka, quân đội Nga lại thành công, mũi tiền phong đã áp sát rất gần Uspenivka. Ở Velika Novosinka, hoạt động của quân đội Nga cũng đang tăng đều đặn họ thẳng tiến về phía đông và phía tây và đe dọa thành phố cùng lúc từ ba hướng. Trận chiến giành thành phố Kubian đã chính thức bắt đầu. Sau một số cuộc đột kích cơ giới táo bạo, quân đội Nga dường như đã thành công giành được chỗ đứng trong trung tâm thành phố. Một khi giữ vững được bàn đạp quan trọng này, lực lượng Moscow hoàn toàn có thể phát triển ra xung quanh, mở rộng vùng kiểm soát. Có báo cáo về giao tranh xung quanh nhà máy đường. Đồng thời, quân đội Nga đang tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công nhỏ hơn trên khắp mặt trận để trói chân càng nhiều đơn vị đối phương càng tốt kênh Ritopka cho biết, lực lượng đổ bộ của Nga đã nhanh chóng đột nhập vào vùng ngoại ô phía đông Kubian, khiến Ukraine choáng váng, đánh dấu một bước ngoặt bất ngờ ở vùng Kharkov. Đội tiên phong của quân đội Nga dưới hình thức một nhóm thiết giáp MTLB và xe chiến đấu bộ binh với sự yểm trợ của xe tăng dưới sự bao phủ của bóng tối đã thần tốc lao về phía trước 4 km, đột nhập vào khu công nghiệp Kubian ở bờ đông sông Oskol. Không lãng phí thời gian, nhóm đổ bộ và bắt đầu công việc củng cố chiến đấu và quân tiếp viện đã nhanh chóng lao về phía họ để tạo ra một bước đột phá toàn diện. Lực lượng ép được cho là choáng váng vì tốc độ tiến quân quá nhanh và bất ngờ của đối phương. Từ đầu cầu này, quân đội Nga có thể phát triển sâu hơn vào trung tâm thành phố. Sự kiện này có thể coi là sự khởi đầu của chiến dịch tiến công giành quyền kiểm soát thành phố Kubian. Tại mặt trận Vremivka, Ukraine sơ tán nhiều làng mạc. Theo kênh Riba, sau một thời gian dài tạm lắng vào tháng 10 ở hướng Vremivka, Mặt trận lại trở nên sôi động. Sau khi chiếm giữ Uleda, Vuleda và tiến về phía Zolotaniva, rồi đến Saktaske, quân đội Nga đã hành động quyết liệt để loại bỏ một cách có hệ thống vành bóng ngựa Vremipka, tiến về phía Velika Novosinka từ nhiều hướng. Từ sườn phía đông, lực lượng Moscow đang tiến về một mặt trận rộng lớn trên trục Zolotaniva, Saktaske. Cuộc tấn công đang di chuyển dọc theo đường cao tốc O0510 dẫn đến Velika Novosinka và dòng Kaslahek về phía Nam. Gần Novo Donetsk, các đơn vị quân đội Ukraine riêng lẻ vẫn cố gắng bám trụ. Đồng thời, giao tranh đã leo thang ở Makarivka, nơi quân đội Nga đã cắm cờ trên một tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Hiện tại, khoảng 1 phần 3 khu định cư nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Quân đội Ukraine đang cố gắng phản công nhằm ngăn chặn đối phương củng cố vị trí của họ. Thành công lớn nhất đã đạt được trên tuyến Levatne-Priutne. Đầu tiên, quân đội Nga đã vượt qua khe núi Hrusovata ở phía tây nam Novo Daripka. Họ đã chiếm lĩnh các vành đai rừng tiếp cận khu định cư Priutne, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 1 km nữa. Cùng lúc đó, các nhóm xung kích Nga đã phát triển về phía Ropnobin, một ngôi làng nhỏ chỉ có một con phố. Hiện tại, giao tranh vẫn tiếp diễn, lực lượng Kiev đang triển khai các nhóm tăng viện đến ngôi làng, cố gắng ngăn chặn sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ ở đây. Tuy nhiên, trước những thành công của quân đội Nga, chính quyền Ukraine đã tuyên bố sơ tán một số khu định cư tiền tuyến. Đồng thời, lần đầu tiên theo hướng này, nỗ lực tấn công một chiếc Mi-24 của Ukraine bằng máy bay không người lái FPV của Nga đã được ghi lại, nhưng chiếc UAV này đã bị kẹt trong cánh quạt và không gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho trực thăng đối phương. Ukraine tháo chạy khỏi Kurakov để tránh bị bao vây. Phóng viên chiến trường Alexander Kost cho biết lực lượng Kiev ở Kurakov đang bên bờ sụp đổ, buộc phải tháo chạy hỗn loạn. Các đơn vị Moscow đã tiến về phía Sukhijali, dọn sạch lãnh thổ giữa Novo Krainka và Pohoi Ablenka. Hiện tại, lực lượng Moscow có thể bao vây không chỉ Kurakhov mà còn quây chặt hầu như toàn bộ nhóm quân đội Ukraine ở phía nam Donetsk. Không phải ngẫu nhiên mà quân đội Nga mở rộng sườn phía nam. Theo đó, họ không chỉ tiến về phía thành phố mà còn cố gắng tiến từ phía tây, cắt đứt huyết mạch tiếp vận và cũng là đường rút lui của đối phương. Các đơn vị Nga đã giành được chỗ đứng ở vùng ngoại ô phía đông thành phố và đang tấn công hồ chứa nước Kurakhov từ phía bắc không có gì ngạc nhiên khi lực lượng Kiev cho nổ tung con đập để làm chậm bước tiến của đối phương và ngăn quân đội Nga tiếp cận vùng đất trống. Nước đã tràn vào các con đường công cộng và giờ đây việc di chuyển về phía Tây Kurakhov bằng xe cộ trở nên khó khăn hơn. Cũng như ở Uleda hay Selidov, Bộ Chỉ huy Kiev không vội ra lệnh rút quân, nhưng vào thời điểm mấu chốt, hầu hết các đơn vị đã quyết định tự rút lui để bảo toàn lực lượng. Hiện tại, ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu rõ rệt cho thấy quân đội Ukraine ở Kurakhov sẽ sớm tháo chạy kênh Zarif cho biết chi tiết, lực lượng Moscow đã nắm quyền kiểm soát khu dân cư phát triển ở Dani. Đối phương vẫn đang cố gắng kháng cự tại trang trại. Các nhóm xung kích của quân đội Nga cũng đang tiến dọc theo phòng tuyến Antonovka, Daneze và gần Maximovka. Tại khu vực danye Uspenovka, lực lượng Kiev đang bị bao vây. Một cuộc đột phá của quân đội Nga từ phía bắc Dani và phía nam Uspenovka sẽ đóng túi. Trước nguy cơ đã cận kề, các đơn vị quân đội Ukraine tiếp tục tháo chạy để tránh bị bao vây. Trên trục novo Nobon tại biên giới Zaporizhia và Donetsk, lực lượng Moscow tiến vào giữa các khu dân cư và bắt đầu tấn công novo Darupka. Đến thời điểm này, các nhóm tiên phong của lực lượng Nga chỉ còn cách khu vực Dnepropetrovsk 7-8 km. Tại mặt trận Pokrovsk trên khu vực Grigorovka, petrovka Ukraine thừa nhận rằng họ đã mất quyền kiểm soát phần phía bắc cuối cùng của các ngôi làng. Nếu mọi thứ được xác nhận, thì đây sẽ là một bước đột phá rất quan trọng của quân đội Nga ở Pokrov. Vùng Kursk giao tranh ác liệt. Kênh đưa tin, lực lượng Moscow đã thực hiện một số cuộc tấn công hiệu quả vào lãnh thổ Ukraine. Tại vùng Poltava, đám cháy đã bùng phát tại một cơ sở công nghiệp ở Hadiach và tại Slovian. Một ký túc xá được sử dụng làm cứ điểm của quân đội Ukraine đã bị đánh trúng. Về hướng Kursk, quân đội Nga đang tiến vào một số khu vực nhưng do thiếu cảnh quay kiểm soát khách quan nên rất khó để xác định chính xác cấu hình của tuyến đầu. Kênh Suri mô tả chi tiết tình hình mặt trận Kursk. Theo đó, tại quận Kurenevsky, quân đội Nga đã chiếm hai làng Olupka và Novaya Suruchina. Ngoài ra, họ đã tiến về phía đông nam Novoivanovka để cố gắng bao vây Leonidovo. Hơn nữa, bản đồ đã được chỉnh sửa cho thấy sự hiện diện của quân đội Ukraine tại khu rừng phía nam Kremianoe. Tại quận Zuzansky, lực lượng Moscow tiến về phía nam và phía bắc Blekovo, giành quyền kiểm soát một loạt các vị trí tại biên giới với Sumy, đồng thời tiến đến sông Rekasuza. Mặt khác, các cuộc ném bom gần đây cho thấy quân đội Ukraine vẫn kiểm soát Cherkaskaya Kunobenka cũng như các nhà kho phía đông nam Kolmakov. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, 138 trận chiến diễn ra trong 24 giờ qua. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 14 tháng 11 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ghi nhận Nga đã tiến hành 45 cuộc không kích vào lãnh thổ Ukraine, thả 87 quả bom dẫn đường trên không. Ngoài ra, họ còn sử dụng hơn 400 UAV cảm tử và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng nhiều loại hỏa lực khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho rằng, lực lượng phòng vệ đã cơ bản đẩy lùi các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kubian, Liman, Siversky, Kramato, Torres, Pokrok, Vremivka, Orekhov và Dnieper. Theo hướng Kurakhov, quân đội Nga không từ bỏ các nỗ lực phá vỡ phòng tuyến của quân đội Ukraine. Deep State, ngay chiếm Ripne ở vùng Donetsk Dạng sáng ngày 15 tháng 11, các nhà phân tích thuộc kênh Deep State đã cập nhật bản đồ lưu ý quân đội Nga đã chiếm ngôi làng Ripne ở vùng Donetsk, nơi trước đó đã được lực lượng phòng vệ giành lại. Deep State xác nhận lực lượng Moscow đã kiểm soát Ripnebol, đồng thời cũng phát triển tới Plekhovoy, Novaya Ilyinka, Novot Michovka, Pechovka, Antonovka, Vodnesenka và Novoselidovka. Sau máy bay ném bom Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenia của Nga. Sáng ngày 15 tháng 11, không quân Ukraine báo cáo hoạt động của 6 chiếc Tu-95MS Nga bay theo hướng đông nam từ sân bay Olenia, đồng thời cảnh báo thêm rằng trong trường hợp có mối đe dọa tên lửa, thông tin bổ sung sẽ được cung cấp. Đừng bỏ qua tín hiệu còi báo động không kích, báo cáo viết. Zelensky chấn an binh sĩ Ukraine chiến đấu rất hiệu quả ở Kubian. Ukrainska Brabda đưa tin, trong bài phát biểu qua video tối ngày 14 tháng 11, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã nói về những hành động hiệu quả của quân đội Ukraine theo hướng Kubian. Ông nói, hôm nay có báo cáo từ Tổng tư lệnh Zizky. Như thường lệ, đây là nơi ngày mới bắt đầu, không chỉ tại Donetsk mà cả ở Kubian. Những người lính của chúng tôi đã làm việc rất hiệu quả ở đó. Tôi biết ơn mọi người vì sự kiên định của họ về các hướng phía Nam và hoạt động của lực lượng Kiev ở Cusco, nhà lãnh đạo Zelensky lưu ý rằng ông tự hào về tất cả người dân của chúng tôi, mọi đơn vị giữ vị trí và mang đến cho Ukraine cơ hội thuyết phục thế giới. Để thuyết phục mọi người rằng họ phải chiến thắng, đây là điều mà Ukraine đang chiến đấu, Tổng thống Zelensky nói. Trước đó, dạng sáng ngày 14 tháng 11, kênh Deep State đã báo cáo rằng lực lượng Moscow đã chiếm được Ilyinka và tiến vào kubian. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố rằng Đối phương đã không thể tiến vào Kubean ở vùng Kharkov. thành phố này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraina. Ukraina lên kế hoạch 10 điểm mới hướng tới mục tiêu chiến thắng. Ukraina dự kiến công bố kế hoạch phục hồi nội bộ gồm 10 điểm, với mục tiêu đặt ra là giúp quốc gia này mạnh mẽ hơn để hướng tới chiến thắng trong cuộc chiến với Nga. Ông Zelensky ngày 14 tháng 11 thông báo rằng kế hoạch phục hồi nội bộ của Ukraina sẽ bao gồm 10 điểm và dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới tổng cộng có 10 điểm sẽ được trình bày vào tuần tới và đối với mỗi điểm cùng với xã hội dân sự Ukraine cùng với mọi người sẵn sàng đóng góp ý tưởng hợp lý cùng với doanh nghiệp, chúng tôi sẽ chuẩn bị một văn bản mang tính nền tảng cho Ukraine và cho khả năng phục hồi của chúng ta. Với các phụ lục cụ thể và từng bước một, ông cho biết, ông Zelensky giải thích rằng kế hoạch tập trung vào việc khai thác năng lực nội tại của Ukraine để giành chiến thắng, để chúng ta có thể tuyên bố đúng từ chiến thắng. Mỗi người chúng ta, mỗi người Ukraine hàng triệu người mơ ước chấm dứt cuộc chiến này theo cách công bằng cho Ukraine và những người làm việc và chiến đấu vì mục tiêu đó, ông tuyên bố. Ông Zelensky lưu ý rằng điều khoản về an ninh của kế hoạch phục hồi nội bộ đã được thảo luận vào ngày 14 tháng 11, bao gồm các biện pháp trên toàn quốc ở mọi khu vực và thị trấn làng mạc. Đây là điều cơ bản, một không gian an toàn mà mọi người đều cần. Bộ Nội vụ và Cơ quan An ninh Ukraine đã đưa ra một số giải pháp tốt. Chúng tôi chắc chắn sẽ thực hiện mọi thứ, chúng tôi đã giải quyết các điểm liên quan đến năng lượng, mọi thứ đã được chuẩn bị chi tiết, cũng như vũ khí, bao gồm cả sản xuất và hợp tác giữa Ukraine với các đồng minh, ông Zelensky nói thêm. Vào cuối tháng 10, ông Zelensky đã chỉ thị cho Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia chuẩn bị một kế hoạch nhằm củng cố năng lực nội tại của Ukraine ở tuyến đầu, tổ hợp công nghiệp quân sự, kinh tế và tài chính, phát triển khu vực và các lĩnh vực chiến lược khác Kế hoạch mới nhất của chính phủ sẽ tập trung vào các giải pháp nội bộ và không phải là giải pháp thay thế cho kế hoạch chiến thắng mà Kyiv đưa ra trước đó. Vốn tập trung vào việc các đồng minh phương Tây có thể giúp đỡ Ukraine thế nào để thắng Nga. Đối mặt với những bước tiến quân sự của Nga và sự ủng hộ ngày càng không chắc chắn của phương Tây, ông Zelensky trước đó đã đưa ra cho Ukraine và các đồng minh của nước này một kế hoạch chiến thắng gồm 5 bước với mục tiêu chấm dứt chiến sự vào năm 2025. Tuy nhiên, phương Tây vẫn tỏ ra ngần ngại với một số điểm của kế hoạch vì lo ngại làm căng thẳng với Nga leo thang. NATO có thể giúp Ukraine lật ngược tình thế, giành lại lãnh thổ. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng các thành viên của khối nên cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Kiev để cuối cùng Ukraine có thể khôi phục lại lãnh thổ bị Nga kiểm soát. Chúng ta phải đảm bảo rằng viện trợ quốc phòng sẽ tiếp tục đến Ukraine vũ khí và tài chính sẽ đưa Ukraine từ vị thế mất lãnh thổ đến vị trí mà họ có thể ổn định mặt trận và sau đó giành lại từ tay người Nga những gì họ đã mất. Tổng thư ký NATO Mark Rutte phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 13 tháng 11. Ông Rutte tin rằng lực lượng Ukraine có thể lấy lại các vùng lãnh thổ cũ nếu phương Tây cung cấp viện trợ quân sự dài hạn. Các thành viên NATO đã tăng cường chuẩn bị trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump bắt đầu vào tháng 1 tới. Ông Trump từ lâu phản đối viện trợ hàng tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ông cũng tuyên bố có thể chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ. Sau khi đắc cử vào tuần trước, ông Trump được cho là bắt đầu thúc đẩy kế hoạch gây sức ép với cả Moscow và Kyiv. Nga đến nay vẫn hoài nghi về khả năng của ông Trump chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng. Nga cũng coi cuộc xung đột ở Ukraine như một cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây nhằm chống lại Moscow. Nga tuyên bố sẽ đạt mọi mục tiêu đề ra trong chiến dịch quân sự ở Ukraine bất kể Mỹ và các đồng minh đổ bao nhiêu nguồn lực vào Kiev. Mỹ dọa đáp trả cứng rắn lính Triều Tiên tham chiến cùng Nga. Phát biểu trước các phóng viên cùng với Tổng thư ký NATO Mark Rutte hôm 13 tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết các bên đã thảo luận về việc lực lượng Triều Tiên đã được đưa vào cuộc chiến và bây giờ đang chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Nhà ngoại giao Mỹ cảnh báo hành động này của Triều Tiên đòi hỏi phải có động thái đáp trả cứng rắn. Ông Blinken gọi đây là một diễn biến nghiêm trọng và cực kỳ nguy hiểm nhưng không nêu rõ cách Mỹ sẽ phản ứng. Đầu tháng 11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cảnh báo lính Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự nếu tham gia chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine. Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc đã báo cáo vào ngày 13 tháng 11 rằng quân đội Triều Tiên đã tham gia vào các hoạt động chiến đấu ở Nga sau khi huấn luyện và dần triển khai ra chiến trường trong hai tuần qua. Thực tế này cũng đã được tình báo Mỹ xác nhận. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Vedan Patten cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 11 rằng, hơn 10.000 binh sĩ quân đội Triều Tiên đang đồn trú ở miền đông nước Nga và hầu hết đã chuyển đến khu vực Kursk, nơi họ đang tham gia vào các hoạt động chiến đấu cùng với các lực lượng vũ trang Nga. Ông Paten lưu ý rằng các lực lượng Nga đã huấn luyện quân đội Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái UAV và các hoạt động bộ binh cơ bản, bao gồm cả các hoạt động đột kích chiến hào. Đây là những kỹ năng quan trọng đối với các hoạt động tiền tuyến. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, thành công trên chiến trường của Nga khi sử dụng quân đội Triều Tiên phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc Nga có thể tích hợp họ vào quân đội tốt đến mức nào. Các nguồn tin quân sự phương Tây đánh giá, Nga đang dồn quân để đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi Kursk trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 tới. Theo đó, Nga đã triển khai khoảng 50.000 quân, bao gồm cả lính Triều Tiên, để chuẩn bị cho một cuộc phản công quy mô lớn ở Kursk trong những ngày tới. Việc giành lại các vùng lãnh thổ bị Ukraine kiểm soát ở Kursk, cùng với đà tiến công nhanh chóng ở miền đông Ukraine, sẽ giúp Nga nâng cao vị thế trước bất cứ cuộc đàm phán tiềm năng nào. Nga về Triều Tiên đến nay tiếp tục bác bỏ cáo buộc Triều Tiên đưa quân đến Nga để tham chiến, cho rằng những cáo buộc này là vô căn cứ. Mặt khác, Moscow nêu rõ, kể cả kịch bản Triều Tiên đưa lính đến Nga cũng không vi phạm luật pháp quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un cuối tuần qua và đầu tuần này đã phê chuẩn Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước. Hiệp ước nêu rõ, hai nước nên ngay lập tức hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi phương tiện sẵn có nếu một trong hai bên rơi vào tình trạng chiến tranh. Pháo tự hành tầm xa M1989 Cốc San Triều Tiên được phát hiện ở Nga Bức ảnh đầu tiên về vũ khí này đã được một số cơ quan truyền thông Nga đăng tải. Hiện tại, địa điểm và thời gian chính xác vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên trước đó, tình báo Ukraine đã thông tin về việc huấn luyện binh sĩ Nga trên các khẩu pháo tự hành của Triều Tiên. Thân xe cơ sở của phương tiện cơ giới xuất hiện trên sân ga có hình dáng phù hợp và sơ đồ đặc trưng của khung gầm bánh xích với năm hàng bánh chịu lực của pháo tự hành M1989 cốc san. Hệ thống pháo này sử dụng cỡ nòng 170 mm khá độc đáo, kết hợp với nòng dài sẽ mang lại tầm bắn xa. Theo dữ liệu hiện có, tầm bắn của đạn thông thường đạt tới 40 km, trong khi đối với đạn tăng tầm, chỉ số này là gần 60 km. Tốc độ bắn rất chậm, chỉ 1 đến 2 phát trên 5 phút. Tuy vậy, tầm bắn như vậy vẫn vượt xa đáng kể khả năng của tất cả các loại pháo nòng dài của Nga chỉ có loại 2S7 Pion cỡ 203mm từ thời Liên Xô với đạn lắp tầng đẩy phụ là có thể so sánh. M1989 Cốc San là tên gọi thông thường của hệ thống pháo tự hành nặng 40 tấn của Triều Tiên, lần đầu tiên được nhìn thấy tại cuộc duyệt binh ở thành phố Cốc San năm 1989. Đây là bước cải tiến từ bản cơ sở 1978 được phát triển từ những năm 1970 pháo tự hành cộng sản là một mẫu vũ khí chiến lược của Triều Tiên được phát triển trước khi xuất hiện các loại tên lửa dẫn đường có khả năng thực hiện các cuộc tấn công sâu vào thủ đô Hàn Quốc qua đường phân giới. Phiên bản M1978 đã được sử dụng trong cuộc chiến tranh iran iraq cụ thể là trận đánh diễn ra vào tháng 1 năm 1987 trong chiến dịch Kabala 5 ở khu vực Basa. Cộng sản được Iran sử dụng cho những trận oanh tạc lớn bằng pháo binh, đặc biệt khi sử dụng đạn tăng tầm để bắn ở cự ly tối đa. Ngày nay, loại vũ khí này vẫn có thể gây ra mối đe dọa đáng kể khi trở thành phương tiện phục vụ tác chiến phản pháo, có thể tiếp cận các vị trí bắn của pháo tầm xa Ukraine, đặc biệt là BZH-2000, CESA và 2S-22 Bodana. Ngoài ra, sự xuất hiện của những hệ thống cốc san trong kho vũ khí của quân đội Nga sẽ giúp họ tiếp cận với kho đạn 170mm, đặc biệt khi lượng đạn dự trữ của Triều Tiên vẫn còn nguyên cho đến gần đây. Hàn Quốc có thể tăng viện trợ cho Ukraine Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yeol ngày 14 tháng 11 tuyên bố đang cân nhắc tăng cường hỗ trợ Ukraine để ứng phó việc Triều Tiên củng cố quan hệ quân sự với Nga. Trả lời phỏng vấn báo EFE, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Yeol nhấn mạnh về việc Triều Tiên cử 10.000 binh lính hỗ trợ các lực lượng Nga. Tổng thống Jun nói thêm rằng Bình Nhưỡng đã cung cấp một lượng lớn vũ khí quân sự cho Moscow. Nếu cả hai bên đều không dừng cuộc phiêu lưu quân sự, chúng tôi đã chuẩn bị thực hiện các biện pháp hiệu quả phù hợp, bao gồm tăng cường hỗ trợ cho Ukraine hợp tác với các đồng minh và các quốc gia có cùng chí hướng, Tổng thống Hàn Quốc nói. Cho đến nay, Seoul tuyên bố đã tuân thủ các điều khoản trong luật thương mại nước ngoài của mình, trong đó cấm chuyển trực tiếp vũ khí sát thương cho các quốc gia có chiến tranh như trường hợp của Ukraine. Tổng thống Jun trước đó đã chỉ ra khả năng chính phủ của ông sẽ vượt ra ngoài phạm vi hỗ trợ tài chính và nhân đạo trong cuộc chiến tranh Ukraine, và việc tăng cường quan hệ quân sự giữa Nga và Bình Nhưỡng đã khiến khả năng này thậm chí còn mạnh mẽ hơn về vấn đề Triều Tiên điều quân đến hỗ trợ Nga, Tổng thống Jun cho biết từ khi có thông tin Bình Nhưỡng huy động quân đội cho mặt trận Ukraine, Hàn Quốc đã cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp đối phó từng bước theo diễn biến tình hình. Bà Lan nêu đã sẵn sàng chuyển toàn bộ tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Tờ Ponsat New đưa tin, Tổng thống Bà Lan Andrzej Duda đã thảo luận vấn đề chuyển giao máy bay chiến đấu MiG-29 với Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Nhà lãnh đạo Bà Lan nhấn mạnh, Điều kiện quan trọng để cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine là sự bảo đảm từ các đồng minh NATO trong việc bảo vệ không phận Ba Lan. Chúng tôi vẫn còn một phi đội MiG-29, và hiện tại chúng tôi đang sử dụng những máy bay này để bảo vệ không phận. Nếu chuyển chúng sang Ukraine, có một điều kiện cơ bản, đó là bầu trời của chúng tôi phải được bảo vệ, ông Andrei Duda tuyên bố. Trước đó, các quan chức Ba Bà Lan bày tỏ lo ngại không được bảo vệ nếu họ cung cấp MiG-29 cho Ukraine, vì những máy bay này là một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng không của Ba Lan. Vaksava lưu ý rằng, chỉ có thể chuyển máy bay MiG-29 của nước này sang Ukraine sau khi nhận được máy bay chiến đấu mới được đặt hàng từ các đồng minh phương Tây. MiG-29 được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1970, giới thiệu lần đầu tiên vào những năm 1980. Máy bay được thiết kế cho các nhiệm vụ chiếm ưu thế trên không. Được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Kalimov RD-33, lực đẩy 50 kN mỗi động cơ, cho phép MiG-29 đạt tốc độ tối đa là m 2,4, tương đương 2.450 km h trần bay 18.000 m và tầm hoạt động 700 km. MiG-29 được lắp đặt một khẩu pháo tự động 30mm GSH-31 với 150 viên đạn. Giữa cánh và thân MiG-29 có 7 điểm treo với sức chứa lên tới 4.000 kg, có thể mang tên lửa chống hạm, tên lửa không đối không và không đối đất cũng như các loại bom. Nga tuyên bố sẵn sàng liên lạc với chính quyền Donald Trump ngày 14 tháng 11, trả lời phỏng vấn của nhà báo Marina Kim cho dự án Thế giới mới, Ngoại trưởng Sergei Lavrov tuyên bố Nga sẵn sàng liên lạc với Mỹ dưới thời chính quyền Donald Trump. Theo Ngoại trưởng Lavrov, Nga sẵn sàng đối thoại với chính quyền Donald Trump, tuy nhiên điều này phụ thuộc vào sự chủ động của chính quyền mới của Mỹ. Trả lời câu hỏi về những kỳ vọng của Nga liên quan đến việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga không đặt kỳ vọng gì vào chính quyền mới của Mỹ mà sẽ đánh giá các bước đi cụ thể của nước này. Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại rằng tại cuộc họp của Công lạc bộ Thảo luận Quốc tế Van Dai ngày 7 tháng 11 vừa qua, Tổng thống Vladimir Putin đã khẳng định sẵn sàng tiến hành đối thoại với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán về vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, để bắt đầu nối lại đối thoại, Ukraine cần phải hủy bỏ sắc lệnh cấm đàm phán về Nga. Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga sẵn sàng lắng nghe đề xuất của ông Donald Trump nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov cũng cho biết tổng thống putin sẵn sàng thảo luận về giải pháp giải quyết cuộc xung đột nga ukraine với tổng thống đắc cử donald trump ukraine tuyên bố cần các đảm bảo an ninh hơn lãnh thổ new york times cho biết nhiều tháng qua giới chức ukraine nói rằng họ sẽ không từ bỏ lãnh thổ để đàm phán hòa bình với nga tuy nhiên với việc tổng thống đắc cử mỹ donald trump đang thúc đẩy một kế hoạch đàm phán nhanh chóng việc có được cam kết đảm bảo an ninh dành cho Ukraine dường như có ý nghĩa quan trọng không kém. Khi Ukraine tiếp tục mất thêm lãnh thổ ở miền Đông, hai quan chức cấp cao của nước này nói rằng việc bảo vệ lợi ích của Ukraine trong các cuộc đàm phán tiềm năng sẽ phụ thuộc vào các cam kết an ninh đảm bảo lệnh ngừng bắn được tôn trọng. Các cuộc đàm phán nên dựa trên sự đảm bảo. Đối với Ukraine, không có gì quan trọng hơn. Roman Kostenko, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Tình báo Quốc hội Ukraine nói, một quan chức cấp cao giàu tên khác của Ukraine phát biểu thẳng thắn hơn. Vấn đề lãnh thổ cực kỳ quan trọng nhưng vẫn là vấn đề thứ hai. Vấn đề đầu tiên là đảm bảo an ninh. Điều này được cho là một động thái bắn tiếng rằng nếu muốn ký ép đàm phán thì các đối tác phương Tây đảm bảo an ninh cho Ukraine trước Nga. Đó dường như là cách tiếp cận hiện tại của Ukraine trong bối cảnh ngày càng có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump muốn xung đột Nga-Ukraine sớm kết thúc. Nhiều nhân sự trong nội các được ông Trump lựa chọn trong những ngày qua có lập trường không ủng hộ Mỹ duy trì hỗ trợ cho Ukraine. Không rõ Mỹ và phương Tây có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine như thế nào. Đối với Kiev, một cam kết đảm bảo an ninh từ phương Tây đồng nghĩa kết nạp nước này vào NATO. Nhưng Nga đã nhiều lần khẳng định các thỏa thuận hòa bình chỉ có thể đạt được nếu Ukraine cam kết duy trì lập trường trung lập, không gia nhập NATO. Nga cũng yêu cầu Ukraine chấp nhận các thực tế mới về lãnh thổ. Một vấn đề khác có thể cản trở một thỏa thuận ngừng bắn là việc Kiev vẫn đang kiểm soát lãnh thổ Nga ở vùng Kursk. Ukraine kiểm soát lãnh thổ Nga là cơ sở để tạo đòn bẩy trong đàm phán. Moscow muốn Kiev rút quân hoàn toàn khỏi vùng Kursk trước khi đàm phán có thể được nối lại. Hiện Ukraine đang để mất lãnh thổ mỗi ngày với tốc độ tương đương giai đoạn đầu của cuộc xung đột. Các chiến lược tấn công của Nga đang ngày càng tỏ ra hiệu quả, trong khi Kiev gặp khó khăn do thiếu đạn dược và nhân lực. Với tình thế đó, rất khó để Nga dễ dàng chấp nhận các đề xuất ngừng bắn, Andriy Zagorodnyuk, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết, bất kỳ ai ở thế thắng đều có thể đặt ra các điều kiện có lợi cho họ. Ukraine mang con bài hạt nhân ra mặt cả Bộ Ngoại giao Ukraine bác bỏ báo cáo trên các phương tiện truyền thông rằng Kiev có thể sẽ tự chế tạo bom hạt nhân nếu Mỹ giảm hỗ trợ quân sự trong thời gian tới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Heohi khi cho biết, Ukraine cam kết thực hiện Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Chúng tôi không sở hữu phát triển hoặc có ý định mua vũ khí hạt nhân. Ukraine hợp tác chặt chẽ với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và hoàn toàn minh bạch với hoạt động giám sát của IAEA, loại trừ việc sử dụng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự. Trước đó, tờ Times trích dẫn một văn bản được cho là của Bộ Quốc phòng Ukraine ghi rõ Ukraine có thể sẽ nhanh chóng phát triển một vũ khí plutonium thô sơ bằng công nghệ giống với quả bom Fatman mà Mỹ thả xuống Nagasaki, Nhật Bản năm 1945 hồi tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông và ông Donald Trump đã thảo luận về mong muốn gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của Ukraine. Viện dẫn việc Kiev đã từ bỏ vũ khí hạt nhân cách đây gần 30 năm. Nhà báo Julian Rupke của Tờ Bin sau đó tiết lộ, trích dẫn một viên chức Ukraine giấu tên rằng Kiev có thể phát triển vũ khí hạt nhân trong vài tuần để sử dụng chống lại Nga. Sau đó, ông Zelensky tuyên bố Ukraine không có ý định khôi phục kho vũ khí hạt nhân của nước này thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo